Chào bạn, đây là hai chiếc két sắt mini khách sạn của Vietiep. Két sắt có model là KVT55. Két sắt thì có hai màu, màu đen và màu trắng. Toàn bộ két sắt thì được sơn tĩnh điện đó và được bảo mật bằng hai cấp. Đó là khóa mã điện tử, có thể đổi mã theo ý muốn. Còn đây là lúng vặn. Két sắt thì còn được trang bị chìa khóa khẩn cấp để mở két sắt khi mà hết pin hoặc là quên mật khẩu. Ngoài ra còn có cả cái hộp pin dự phòng để kích pin để mở két ở bên ngoài, rất là tiện lợi. Nếu bạn muốn mở két sắt chỉ cần ấn thang, ấn mã số, ấn thang, xoay lúng vặn để mở két. Bạn sẽ thấy nội thất được chia làm hai ngăn, có thể để vừa giấy tờ A4 ở đây. Còn trong này là hộp pin, mình có thể thay pin ở đây. Còn đây là màu trắng. Rất là đẹp. Nếu bạn muốn đổi mã thì chỉ cần ấn nhả nút xanh trong này. Sau đó thì nhập mật khẩu mới của mình. Ví dụ mình nhập 4 số 8. Đó là có thể đổi mã được dễ dàng. Két sắt thì có kích thước là chiều cao là 26 cm, chiều ngang là 36 cm và chiều sâu là 32 cm, và có khối lượng là 8 kg. Két sắt thì đang được khuyến mại với cái giá bán là 1.850.000, được bảo hành 3 năm và giao hàng miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Nếu các bạn muốn trang bị két sắt KVT55 này cho các cái khách sạn cao cấp thì hãy để lại thông tin bên dưới, bên mình sẽ hỗ trợ vận chuyển và lắp đặt tại nhà. Xin cảm ơn. Đây là bên ngoài của két sắt. Đây là nội thất của két sắt.